Nếu người kia có hỏi em giận anh hả, thì mình phải có can đảm nói giận đúng, em đang giận anh, phải nói như vậy. Chứ đừng có nói giận á, đâu có giận, tại sao tôi phải giận. Tức là mình không có công nhận cái sự thật nó đang xảy ra. Và nếu mình là người tu tập khá thì không có đợi người kia hỏi, mình tới với người kia mình nói rằng là em đang giận, em đang khổ và em cần tới anh. Đó có thể là liên hệ vợ chồng, đó là có thể là liên hệ cha con, đó có thể là liên hệ anh em. Và trong cái sự thực tập này, khi mình khổ thì mình phải công nhận là mình khổ, và mình phải nói với người kia là mình khổ, và mình cầu sự giúp đỡ của người kia. Dù mình nghĩ rằng cái nguyên do của cái khổ đau đó nó tới từ người kia, nếu một người khác nói cái điều đó, nếu một người khác làm cái điều đó cho mình thì mình đã không khổ như vậy, tại vì họ là người dưng. Nhưng mà cái người đã nói cái điều đó với mình, cái người đã làm cái điều đó với mình lại là cái người mình thương nhất ở trên đời. Vì vậy cho nên cái khổ của mình nó tăng lên tới 10 lần hoặc là 20 lần. Và vì vậy cho nên mình bị thương rất nặng. Và mình có khuynh hướng rút lui một mình để ôm lấy cái khổ của mình. Nhưng mà mình không có biết ôm, mình không có chánh niệm, thì mình cái khổ nó ôm cái khổ thôi, chứ không có cái gì khác hơn để nó ôm lấy cái khổ. Và mình bị cắn rứt, đay nghiến, gặm nhấm bởi cái khổ của chính mình. Có một cái anh chàng đó tên là Trần Trương, đang còn trẻ nhưng mà bị bắt đi lính. Khi mà đi lính thì anh bỏ người vợ trẻ ở nhà, có thai em bé. Hai người chia tay khóc quá chừng. Nhưng mà 3 năm sau thì anh ta được giải ngũ và trở về. Đây là lần đầu người cha trẻ thấy được đứa con trai của mình. Và theo cái tập tục thì là gia đình phải dâng lên một cái mâm cỗ cúng trên bàn thờ tổ tiên, để cáo với tổ tiên biết rằng là gia đình đã được đoàn tụ. Thì trong khi người đàn bà đi chợ để mua thức ăn, để mua vật liệu về làm mâm cỗ cúng, thì người cha trẻ mới làm quen với em bé và thuyết phục nó kêu mình bằng bố. Nhưng mà em bé đó không có chịu. Em bé nói: ông đâu phải là bố tôi mà. Bố tôi là người khác. Bố tôi thường tới mỗi đêm, và bố tôi hay nói chuyện với mẹ tôi lắm, và nhiều khi mẹ tôi khóc. Rồi mỗi khi mẹ tôi ngồi xuống thì bố tôi cũng ngồi xuống, mỗi khi mẹ tôi nằm xuống thì bố tôi cũng nằm xuống. Thì đứa bé nó nói như vậy. Và khi mà người cha trẻ nghe như vậy thì nổi ghen lên, nghĩ rằng người vợ mình là ngoại tình trong khi mình đi vắng. Cho nên khi mà người đàn bà, cô ta tên là thiếu phụ Nam Sương, người đàn bà trở về nhà thì anh ta không có nhìn vợ nữa. Anh ta trở thành rất lạnh lùng, tại vì trái tim anh đã trở thành một khối nước đá. Và khi mà cúng xong thì anh ta cuốn chiếu lại, không có cho phép vợ vô lại. Và bà rất là tủi, bà vợ trẻ rất là tủi. Nhưng mà không biết tại sao mà chồng mình mới hồi nãy ngọt ngào mà ấm áp như vậy, mà bây giờ mình đi chợ về, từ khi đi chợ về thì là lạnh lùng, khó chịu như vậy. Bà ta bị tổn thương từ ai rất là nặng, nhưng bà ta không hỏi. Cúng xong thì thay vì gia đình ngồi xuống ăn cơm với nhau, thì anh ta bỏ ra quán rượu, say sưa suốt ngày, rồi ở lại cho đến khuya mà chưa về. Thường thường khi mà mình bị đau khổ như vậy, mình hay đi tìm quên lãng ở trong rượu, trong thuốc phiện. Anh ta đi tới 3 giờ khuya mới về. Đêm nào cũng vậy, như vậy hết. Sáng thức dậy thì đi vào trong làng
và la cà suốt ngày trong rượu. Người vợ trẻ chịu không nổi, cuối cùng phải đâm đầu xuống sông mà tự tử. Và khi nghe tin vợ chết rồi, anh ta mới về để mà chăm sóc em bé thơ. Thì cái bữa đêm đó thắp đèn lên, thì tự nhiên em bé nó nói: ông ơi, bố đây, tôi đây này, bố tôi đây này. Và nó chỉ vào cái bóng của bố nó ở trên tường. Ông biết không, mỗi tối bố tôi có tới hết, và mẹ tôi nói chuyện với bố tôi suốt ngày, suốt đêm. Sự thật là trong khi người đàn ông đi khỏi ở nhà, đứa bé nó nói: mẹ ơi mẹ, tại sao mấy đứa ở trong xóm đứa nào cũng có bố hết mà con không có bố? Mẹ nó mới chỉ vào cái bóng của bà ta trên tường, nói: bố con đây này, con chào bố đi. Thành ra em bé nó nghĩ rằng cái bóng đó là bố của nó. Và tối nào người thiếu phụ cũng nói chuyện với cái bóng của mình hết: anh ơi, anh đi đâu lâu quá, một mình em ở nhà làm sao nuôi con được. Rồi nói xong thì khóc. Và em bé đã ghi nhận tất cả những hình ảnh, những âm thanh như vậy. Và cố nhiên là khi người đàn bà ngồi xuống thì cái bóng cũng ngồi xuống. Khi người đàn bà nằm xuống thì cái bóng cũng nằm xuống. Bây giờ chàng Trương đã hiểu là không có người thứ ba nào chen vào trong đời sống của họ hết. Nhưng mà đã trễ rồi. Người vợ của mình đã chết rồi. Bây giờ hối hận, bây giờ không có thể nào làm được cái gì nữa. Dân làng họ học được cái, họ nghe cái tin đó họ thương lắm, họ mới làm đám ma, rồi họ mới hùn tiền với nhau để xây một cái miếu thờ, và cái miếu thờ đó hiện bây giờ đang còn ở bên bờ sông. Và chúng ta về Việt Nam chúng ta còn thấy được cái miếu thờ đó nghi ngút, đầu gần tỏa khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương. Chúng ta cùng vậy, mỗi khi mà chúng ta bị tự ái tổn thương và chúng ta ôm lấy vết thương của chúng ta chịu, muốn chịu khổ một mình thôi, tại vì chúng ta bị cái tự ái. Người đàn ông đáng lý phải tới với người đàn bà. Người đàn ông có thể nói như thế này: này em, anh đau khổ quá chừng. Con nó nói rằng là trong thời gian anh đi vắng, có một người đàn ông tối nào cũng tới, và mỗi khi em ngồi xuống thì ông đó cũng ngồi xuống, và em nói chuyện với ông mỗi đêm, và có khi em khóc. Người đó là ai, nói cho anh nghe. Tại sao em làm như vậy? Em có thể cách nghĩa cho anh nghe được hay không? Nếu người đàn ông đã nói như vậy thì người đàn bà đã có cơ hội cách nghĩa, và cái hạnh phúc của họ đã được bảo tồn rồi. Nhưng mà người đàn ông đã không làm như vậy. Người đàn ông đã có một tri giác sai lầm, và nắm lấy cái tri giác sai lầm đó cho là sự thật, và đau khổ một mình, và cuối cùng đã đi tới cái sự đi tới cái bi kịch đó. Rồi cái thiếu phụ Nam Xương cũng như vậy. Thiếu phụ khổ quá chừng đi, nhưng mà không có tới than thở, rồi cuối cùng phải đâm đầu xuống sông tự tử. Thì thiếu phụ đã có thể tới với chồng mà nói rằng: anh ơi, tại sao anh cư xử với em như vậy, tại sao anh không có nhìn em, tại sao anh không nói chuyện với em, từ cái ngày mà em đi chợ về để nấu cỗ cúng cho đến bây giờ 3 ngày anh không có thèm nhìn em, anh không có thèm nói chuyện với em. Em đã làm nên cái tội tình gì để được anh đối xử một cách tàn tệ như vậy? Người đàn bà đã không có làm cái việc đó. Nếu người đàn bà đã làm như vậy thì người đàn ông đã có thể cách nghĩa rồi. Tại sao? Tại vì cái tự ái nó lớn quá, nó ngăn cản không có cho mình đi tới với người kia. Thay vì nói: em ơi, anh đau khổ lắm, em giúp anh, thì nói: tôi đau khổ gì đâu, tại sao tôi phải đau khổ? Mà chúng ta nên biết rằng cái tự ái nó chơi những cái trò rất là độc ác đối với chúng ta. Và trong khi chúng ta thương nhau thì chúng ta nên biết rằng chúng ta phải học để bỏ cái tự ái đi. Và khi chúng ta có những cái khổ đau